cây thật nè, nhưng mà ý là chị biết tên không? Kim Ngân Lượng. Hả? Kim Ngân Lượng. Kim Ngân Lượng hả? Ồ, hay. Kim Ngân Lượng giờ mới biết đó. Đó, mới hỏi chị chủ quán cây này, cây Kim Ngân Lượng. Thấy người ta trưng cá giả rất là nhiều, để quay cận cảnh cả nhà xem. Hay. Mình nghĩ là trái này chẳng qua là có cây lớn thì trái lớn hơn. Tên ý nghĩa quá trời luôn, Kim Ngân Lượng. Tên hay quá chị ha. Bởi vậy ý nghĩa người ta mới trưng Tết á. Rồi bên này cũng có con cây nữa nè, mà thưa thớt hơn. Giờ mới biết cây này tên nó đẹp, nó hay ý nghĩa này. Với lại nó màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn nữa. Quá trời đẹp luôn. Kim Ngân Lượng.